Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Sự giàu quý báu mà chúng ta có được ở trong mỗi buổi chúng ta nhóm lại, chúng ta dâng cho Chúa bông trái của môi miệng của chúng ta trong sự ngợi khen tôn vinh Chúa. Chúng ta dâng lên Chúa của đầu mùa của chúng ta, phần đầu tiên của lời tức của chúng ta trong sự dâng hiến. Chúng ta dâng trì giờ của chúng ta cho Chúa, để chúng ta đón nhận lời của Chúa cho đời sống của chúng ta. Và tôi tin rằng hôm nay, đặc biệt trong sứ điệp này, anh chị em sẽ được gieo trồng những điều rất quan trọng. Mà tôi tin rằng đây là sự gồm tóm bản chất của phúc âm của Chúa, của tin lành của Chúa. Và khi chúng ta đón nhận cái phước hạnh này cho đời sống của mình, những phước hạnh này cho đời sống của mình, đời sống của chúng ta sẽ khác hoàn toàn. Và chúng ta sẽ kinh nghiệm được Chúa sử dụng chúng ta để phân phối những điều mà Chúa người ta ra lệnh cho chúng ta. Tin lành này phải được rao giảng ra khắp đất. Tin lành đó là tin lành gì mà chúng ta cần phải rao giảng ra khắp đất? Dĩ nhiên là không phải chỉ tin lành được cứu để chúng ta có một cái vé lên thiên đàng. Anh chị em còn nhiều hơn nữa là chỉ tin Chúa để chúng ta tránh quả ngục và chúng ta được lên thiên đàng mà thôi. Mà tin lành của Chúa thật là kỳ diệu, thật là đầy trọn. Và tôi tin rằng khi chúng ta đón nhận, Chúa ngày sẽ làm việc một cách lớn lao trên đời sống của chúng ta. Hôm qua trong một sự sắp đặt mà Chúa ngày ban cho ông bà sư sĩ, vợ chồng chúng tôi có dự một buổi ăn với một gia đình. Và trong lúc thông công thì chúng tôi có cơ hội để chia sẻ một phần nào những điều mà tôi chia sẻ với anh chị em ở tại đây. Thì cái kết quả là cặp vợ chồng này suốt cuộc đời của họ là người tin Chúa, đi nhà thờ. Nhưng mà không hiểu những điều Chúa ngài đã dành lại, đã chuộc lại cho chúng ta. Họ có những đau đớn ở trên thân thể mà chưa bao giờ biết để đón nhận cho chính mình. Và khi chúng tôi trình bày và họ hiểu được, và tôi nói rằng trong chức vụ của chúng tôi, từ lúc chúng tôi hiểu được, bởi vì có sự thông biết là một việc, xin lỗi, có kiến thức là một việc, nhưng mà chúng ta phải có sự thông biết, knowledge, phải có thêm understanding, chúng ta áp dụng những điều mà Chúa ngài đã ban cho chúng ta, thì chúng ta mới có thể kinh nghiệm được sự cứu rỗi trọn vẹn của Chúa. Và cảm ơn Chúa. Chúng tôi chia sẻ một trong những cái ơn đặc biệt mà Chúa ngài cho khi chúng tôi hiểu được nhân những lần đòn của ngài mà chúng ta đã được lành bệnh. Thì tôi nói rằng hội thánh của Chúa, qua chức vụ của chúng tôi, thì chúng tôi đã thấy bao nhiêu ngàn người đã được chữa lành. Và đặc biệt là những người đau cuộc sống. Chúng tôi có thể nói rằng Chúa ngài ban phước và BBC Houston có một cái sự sức giàu từ nơi Chúa để có thể phục vụ. Và có thể nói một cách xác quyết rằng bất cứ những ai có những nan đề liên quan đến cuộc sống của mình bước qua cửa của BBC Houston thì ra về 100% được chữa lành. Cảm ơn Chúa. Thì người chồng nhìn tôi 100%. Tôi nói rằng bởi vì Chúa ngài ban phước và chúng tôi thấy liên tục. Tôi dùng hình ảnh để nói, nếu tôi khi tôi cầu nguyện và phục vụ một người đau cuộc sống được lành, rồi hai người, rồi ba người, rồi 100 người, rồi vài trăm người, thì anh nghĩ còn có một chút nào của nghi ngờ trong lòng của tôi về ơn chữa lành của Chúa không? Anh nói rằng tôi chưa bao giờ nghe một mục sư nào nói như vậy. Và cảm ơn Chúa. Anh nói rằng cả hai vợ chồng của tôi bị đau cuộc sống rất nặng. Và anh chị em là con gái của Chúa, đau cuộc sống, người chồng hơn 25 năm, người vợ thì đã nhiều năm rồi. Mà họ không biết để nhận điều mà tôi sắp sửa chia sẻ với anh chị em. Phước hạnh, phúc lợi của những gì Chúa Giê-xu ngài đã dành lại cho chúng ta. Cho nên họ đau đớn. Và tôi được biết cách đây không lâu là đau đến độ người chồng này bò ở trên đất chứ không đi được. Trong khi đó thì một kho báu của sự chữa lành của Chúa dành sẵn cho con gái của ngài đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ. Cho nên chúng tôi đã phục vụ và lập tức người chồng kinh nghiệm được sự chữa lành từ nơi Chúa. Anh cúi xuống để chấm đầu ngón chân của mình là điều mà 25 năm hơn rồi anh không làm được. Ngợi khen Chúa. Người vợ cũng kinh nghiệm được sự chữa lành của Chúa vì đau nhức ở trên cổ, trên vai của mình và phần nửa lưng sắp lên tới các đốt xương cổ thì cũng bị đau nhức thường xuyên và Chúa ngài cũng chữa lành cho cô vợ. Ngợi khen Chúa. Và có mặt của một chị em cũng đang thờ phượng với chúng ta tới đây là chị Hòa. Chị nói rằng chị cũng muốn nhận điều mà Chúa ngài dành sẵn cho chị. 50 năm về trước, trong một cái biến cố thì chị bị 12 đạn bắn ở trong cơ thể của chị suốt ở bên phía bên tay trái. Và 50 năm rồi chị không thể đi được một cách bình thường.
Chị kéo ống chân lên cho chúng tôi thấy cái dấu của một cái chỗ mà đạn đã từng đi xuyên qua. Và cảm ơn Chúa khi chúng tôi áp dụng những điều mà chúng tôi tin rằng Chúa Ngài đã cho chúng ta có ở trong Chúa. Vì Ngài đã gánh chịu những đau đớn buồn bực cho chúng ta. Nhờ những lần đòn của Ngài chúng ta đã được lành ở trong Chúa. Thì cảm ơn Chúa, chúng tôi đã phục vụ chị. Và Chúa Ngài chữa lành cho chị một cái rất là đặc biệt. Lần đầu tiên chị có thể đặt hết tất cả sức nặng của thân thể của mình trên chân trái. 50 năm rồi chị không làm được điều đó. Thì cảm ơn Chúa, hôm qua chị co cái chân bên phải lên và dùng hết tất cả sức nặng bên chân trái của mình. Và cảm ơn Chúa vì sự chữa lành của Chúa đã đến ở trên chị, ở trong phước hạnh, ở trong ơn của Chúa. Anh chị em, những gì Đức Chúa Giêsu đã thực hiện trên đường lên thập tự giá và tại thập tự giá đã chuộc lại cho chúng ta một kho báu của phước hạnh của Ngài. Nhưng mà đáng tiếc là con cái của Chúa nó, vì chúng ta bị dạy sai hay là chúng ta không chịu đón nhận mà chúng ta cứ ở trong sự thiếu thốn. Chúng ta sanh vào trong gia đình của Chúa trở nên con cái của đấng giàu có mà chúng ta vẫn sống lối sống của con của kẻ ăn mày. Đời sống của chúng ta đáng lý nhận được phước hạnh của Chúa một cách lớn lao thì chúng ta giới hạn vì chúng ta không hiểu và không đón nhận phúc âm toàn vẹn của Chúa, hay là tin lành trọn vẹn, hay là cứu ân toàn vẹn của Chúa. Chúng ta chỉ được nghe và nói rằng tin Chúa để được lên thiên đàng rồi dừng lại tại đó. Nhưng mà xin Chúa Ngài cho để chúng ta hiểu được phước hạnh mà Chúa Ngài dành lại cho chúng ta nhiều lắm anh chị em, không phải chỉ là được sự sống đời đời mà thôi, mà có nhiều phước hạnh Chúa dành cho chúng ta ngay tức thì ở trong đời này và kéo dài cho đến đời đời. Chúng ta đã học lời cuối cùng, một trong những lời cuối cùng Chúa Giêsu đã phán: Tetelestai, mọi sự đã được trọn. Đây là từ ngữ ở trong thì hiện tại hoàn thành, có nghĩa là việc đã làm lúc trước, một thời gian trước, tiếp tục được kết quả ngày hôm nay và sẽ kéo dài tiếp tục, bởi vì Chúa Ngài đã làm trọn vẹn, Ngài đã làm trọn, Ngài đã hoàn tất tất cả những gì cần thiết để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự phục hồi trọn vẹn ở trong ơn của Chúa. Tetelestai, Chúa đã làm xong hết rồi. Và nhiều con cái của Chúa thì chúng ta chỉ nhận có một phần nhỏ thôi. Đúng, sự cứu rỗi, sự sống đời đời là phần quan trọng. Nhưng mà Chúa Ngài yêu chúng ta, Ngài không để cho chúng ta sống một cuộc sống trong sự thiếu thốn, ở trong điều mà con người của chúng ta đã dạy nhau là hãy chấp nhận và sống. Không, khi chúng ta được cứu, thì sự ban cho của Chúa, sự cứu rỗi của Chúa, sự sống mà Chúa Ngài ban cho, sự sống Zoe đó, là một sự sống đầy trọn của Đức Chúa Trời mà Ngài rót vào ở trong thân thể, trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Thôi hôm nay xin mời anh chị em chúng ta cùng suy nghĩ một từ, từ một câu kinh thánh, cho một câu mà chúng tôi tin rằng sẽ giúp đỡ cho chúng ta hiểu được phúc âm toàn vẹn của Chúa, và cũng giúp cho anh chị em có thể sử dụng giảng bài này để anh chị em có thể giới thiệu tin lành của Chúa, tin lành của nước của Đức Chúa Trời, tin lành của Đấng Christ cho những người lân cận của chúng ta. Để chúng ta không giảng về cái gì khác hơn là chúng ta giảng Đấng Christ. Anh chị em có biết Đức Chúa Giêsu là một sứ điệp không? Ngày hôm nay chúng ta thấy người ta giảng tin lành của Chúa thì thần linh đang giảng lời của Chúa vân vân, thì người ta dừng lại bắt chước kiểu của người này người kia, đi mượn lời của cổ học Tinh Hoa của Trung Quốc, câu ca dao của ông bà người Việt Nam của chúng ta, cái gì đó, rồi chúng ta đi vô, rồi chúng ta lắp chỗ này chỗ kia vào, chúng ta nói rằng chúng ta trình bày tin lành cho dân tộc của chúng ta một cách tế nhị để họ có thể hiểu được. Anh chị em, chúng ta làm rối hơn và chúng ta làm loãng đi tin lành của Chúa. Vì tin lành là tin vui. Mà anh chị em, khi chúng ta hiểu được, chúng ta sẽ thấy đây là một cái tin vui nhất mà một người có thể nghe được. Amen anh chị em. Và tin vui đó bắt đầu từ một cái chữ mà chúng ta cần hiểu, đó là chữ trao đổi. Trong tiếng Anh là exchange. Một cái sự thay đổi, một cái sự trao đổi. Như các anh em là những người lái xe ở Mỹ này, có nhiều trong chúng ta đã lái 40 mấy năm rồi. Thì cái chiếc xe của chúng ta đó có một cái nhu cầu cần bảo trì. Có những lúc chúng ta cái bình điện của chiếc xe của chúng ta để nổ máy, để tiếp tục giữ cho tất cả những bộ phận được hoạt động, nhưng khi nó bị hư thì những cái chỗ mà bán đồ phụ tùng ở Mỹ này đó, họ có một cái công việc trao đổi. Họ bảo chúng ta hãy ôm cái bình điện mà nó đã bị hư, bị yếu, không thể xài được, đem đến và họ sẽ đổi cho chúng ta một cái bình mới. Anh chị em, trên một hình ảnh mà chúng ta có thể hiểu được, Đức Chúa Trời muốn chúng ta ôm cái bình cũ, cuộc đời cũ của chúng ta, cuộc đời mà hết hơi rồi, cuộc đời mà nó đã cũ rồi, cuộc đời mà nó đã hư hỏng rồi, cuộc đời mà chúng ta thấy rằng nó đã xuống cấp rồi.
chúng ta có thể đem đến và trao cho để Đức Chúa Giêsu Ngài gánh thay cho chúng ta. Rồi phần của Đức Chúa Trời, Ngài cho lại chúng ta một cái bình mới, một cuộc đời mới. Tất cả những điều tốt đẹp nhất mà bởi sự sống công bình, không hề phạm tội của Đức Chúa Giêsu có thể đem đến, Đức Chúa Trời Ngài exchange, Ngài trao đổi cho chúng ta. Nghe thấy vui chưa em? Tinh lành của Chúa là như vậy đó. Chúa bảo chúng ta hãy đến, Ngài mời chúng ta hãy đem cái cũ kỹ, cái đổ vỡ cái cuộc đời của chúng ta mà chúng ta không muốn sống nữa đó, đem giao cho Chúa. Và phần của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ ban lại cho chúng ta một cuộc đời phước hạnh, một cuộc đời có mục đích, một cuộc đời đầy lý tưởng để sống, một cuộc đời tràn đầy phước hạnh, một cuộc đời đầy sức khỏe. Khi chúng ta trình bày như vậy, tôi tin rằng khó có người nào họ từ chối. Và chúng ta trình bày tin lành là làm ơn đi nhà thờ với tôi đi, vui lắm, ở tại đó có nhiều người Việt của mình vân vân. Họ nói thôi, cuối tuần tôi có nhiều chuyện để đi. Nhưng mà anh chị em, tin lành của Chúa không bảo chúng ta là đi năn nỉ người khác, nhưng mà chúng ta đi vì rao báo cho họ tin vui nhất mà trong đời họ có thể nghe được. Tin vui đó được cho chúng ta thấy ở trong Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5 câu 21 như thế này. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Quá tuyệt vời phải không chứ? Chúng ta nghe lại câu này. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta. Đấng vô tội, không tìm lấy một lời dữ nào ra từ miệng của Ngài, cũng không làm một công việc tội lỗi nào. Ngài chịu cám dỗ như chúng ta nhưng không hề phạm tội, trở nên tội lỗi vì chúng ta. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta. Thì kết quả là gì? Hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Tin lành của Chúa không phải là một số những mớ điều mà chúng ta cho người ta biết là những gì họ có thể làm hoặc không thể làm, nhưng mà là một sự cứu rỗi đã được Đức Chúa Giêsu làm một cách trọn vẹn cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Tin vui là như vậy. Tin vui là bạn không cần phải cố gắng bằng những nỗ lực của cá nhân của mình nữa. Bạn đã được cứu ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Bạn đã được tha thứ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Bạn đã được phục hồi ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Bạn đã được giảng hòa với Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Bây giờ công việc của bạn là lấy đức tin đón nhận những gì Đức Chúa Giêsu đã làm xong. Như vậy mới là tin vui, phải không chứ? Có nhiều người người ta giảng nói là tin lành, tin vui mà nghe nó không có vui chút nào hết đó. Có nhiều người họ giận, họ nói mấy người tin lành, mấy mục sư tin lành đó, giảng nghe rất là hay, kêu tin Chúa đi, mở lòng ra tin nhận Chúa chỉ chừng đó thôi. Rồi xong sau đó thì chúng tôi mới khám phá ra là phải làm cái này, phải làm cái kia, phải làm đủ mọi thứ hết. Các anh chị em, chúng ta cần giảng một tin lành trọn vẹn của Chúa. Tất cả những gì sau khi chúng ta tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa, chúng ta làm là chúng ta làm từ sự phong phú ban cho của ơn quyền của Đức Chúa Trời để chúng ta cho ra và giúp đỡ cho những người khác. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ngày ban phước để chúng ta hiểu được lẽ thật mà chúng ta cần hiểu ở tại đây, đón nhận cho chính mình một cách tươi mới và để Chúa ngày sử dụng chúng ta. Bên trên rất là nhiều từ ở trong giáo hội, những người tin Chúa một thời gian rất dài nhưng vì không hiểu họ vẫn sống một cách thiếu hụt, trong khi Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta sống một cách dư dật. Đức Chúa Giêsu nói kẻ trộm đến chỉ cướp giết và hủy diệt, còn ta đến để chiêm ta được sự sống và được sự sống dư dật. Mục đích của Chúa đến là để cứu, để chuộc chúng ta về, để chúng ta có một sự sống dư dật hơn là chỉ tiền bạc thôi. Anh chị em đừng nghe chữ dư dật đó rồi. Một sư Khánh bắt đầu ông giảng đến tin lành, gọi là tin lành thịnh vượng đây. Anh chị em, thật, tin lành trọn vẹn của Chúa là tin lành thịnh vượng, tin lành của sự chữa lành, tin lành của sự phục hồi, tin lành của phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Tin lành mà rao giảng xong mà người ta không thấy nó vui hết, chút nào hết, thì chúng ta thấy rằng làm sao để chúng ta có thể có kết quả được. Chính cá nhân của chúng ta còn không thấy được kết quả của phước hạnh này, làm sao chúng ta có thể mạnh mẽ để chúng ta giới thiệu được. Nên xin Chúa ngài cho chúng ta trở lại từ ban đầu, kinh nghiệm những gì Đức Chúa Giêsu đã làm xong cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Để rồi trọng tâm của phước hạnh, của tin lành của Chúa, chúng ta có thể kinh nghiệm, chúng ta được giảng hòa với Đức Chúa Trời. Và để rồi ngọn lửa của tình yêu của Chúa, của phước hạnh, từ nơi tin lành của vương quốc Đức Chúa Trời đốt cháy ở trong đời sống của chúng ta, và chúng ta đi đến đâu gây cháy đến đó. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ngài ban phước trên chúng ta. Chúa Giêsu đã gánh lấy tội lỗi của chúng ta.
trong khi Chúa không bao giờ phạm tội. Ngài đã hứng chịu những hình phạt mà Ngài chưa bao giờ làm một điều gì sai. Nhưng Chúa Giêsu đã trở nên tội lỗi thay thế cho chúng ta, bởi vì chúng ta thấy khi con người chúng ta phạm tội, chúng ta bị xa cách với Đức Chúa Trời vì tội lỗi của chúng ta. Như Roma chương 5 câu 10 nói, vì nếu khi chúng ta là kẻ thù nghịch mà nhờ sự chết của con Ngài chúng ta còn được giải hòa với Đức Chúa Trời, thì huống chi nay đã được hòa giải rồi, chúng ta lại càng được cứu nhờ sự sống của con Ngài là dường nào. Kinh Thánh này cho chúng ta thấy tình trạng trước khi gặp Chúa đó, thì chúng ta là kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời. Điều tuyệt vời mà chúng ta thấy ở tại đây là Đức Giêsu đã Đức Chúa Trời làm trở nên thù nghịch với Ngài vì chúng ta. Để bởi Đức Giêsu Ngài trở nên thù nghịch với Chúa Trời, trở nên tội lỗi thay cho chúng ta, mà chúng ta được giảng hòa với Đức Chúa Trời và chúng ta được phục hồi tất cả những gì đã mất. Đó là tin vui mà chúng ta có thể nhận được trong đời sống của chúng ta. Ngài trở nên kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời, thay thế cho chúng ta, mặc dù Ngài chưa hề phạm tội. Lời nói cũng không có phạm tội, không một lời dữ nào ra từ miệng của Ngài, không một hành động, không một công việc nào của Ngài làm ra tội. Đức Chúa Trời làm cho Đức Giêsu trở nên tội lỗi thay thế cho chúng ta. Anh chị em thử hình dung tội mà chúng ta đã phạm. Có thể chúng ta không nhớ hết, nhớ một vài tội gần đây nhất thôi. Khi Đức Giêsu trên đường lên thập tự giá và tại thập tự giá, Ngài đã trở nên cái tội mà anh chị em vừa mới phạm, và tất cả những tội lỗi mà chúng ta từng phạm, những tội lỗi mà nếu trong thời giờ này có một cách nào đó người ta chiếu lên màn hình tội lỗi của hết thảy chúng ta trong căn phòng này ở trên màn hình, thì chắc là nhiều người trong chúng ta phải bỏ chạy ra khỏi chỗ này vì xấu hổ quá, chúng ta không muốn ai thấy cái tội chúng ta phạm. Phải không anh chị em? Cảm ơn Chúa, Chúa Giêsu trở nên tội đó cho chúng ta, rồi chịu sự hình phạt của Đức Chúa Trời cho những tội lỗi đó, để chúng ta có thể được tha thứ trong Chúa và được phục hòa trong ơn của Ngài. Đó là lý do tại sao mà lòng của tôi luôn bày tỏ lòng biết ơn Chúa vì những gì Chúa Giêsu đã làm, và tôi đã kinh nghiệm được phước hạnh từ nơi tin lành trọn vẹn của Chúa, và tôi đã nếm trải trong đời sống, và khi đem ra phân phối thì luôn có kết quả. Mỗi ngày trong cuộc sống chúng tôi luôn đặt những điều mà tôi chia sẻ với anh chị em ở trong con mắt của tâm trí của tôi luôn. Và trong cái mô hình cầu nguyện theo kiểu mẫu của đền tạm, thì chúng tôi dừng lại tại cái cổng của sự cảm tạ và ngợi khen. Cảm ơn Chúa Giêsu vì Ngài đã bị trừng phạt để con được tha thứ. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã chịu đổ huyết để con được tránh né. Cảm ơn Chúa vì Chúa Giêsu đã chịu ngăn cách với Đức Chúa Trời để con được hàn gắn trong mối liên hệ của con với Chúa. Chúa bị khinh dễ để con có thể kinh nghiệm được sự vinh quang của Đức Chúa Trời trên đời sống của con. Chúa trở nên nghèo để con có thể được giàu có ở trong Ngài. Con ngợi khen Chúa Giêsu, cảm ơn Ngài vì con được tha thứ và con được trở nên một người mới hoàn toàn ở trong Chúa. Từ cổng đó tôi bước vào ở tại bàn thờ của Lê Thiêu. Cảm ơn Chúa Giêsu vì Ngài đã hy sinh và trở nên con sinh tế đó, chiên con Đức Chúa Trời đến để cất tội lỗi của thế gian đi. Bước thêm một bước nữa, tôi bước vào ở trong cái chỗ của chậu rửa. Cảm ơn Chúa Giêsu vì bởi huyết của Ngài, con có thể có một tâm hồn, một tâm linh được rửa bằng nước trong. Con kinh nghiệm được sự tha thứ của Chúa. Rồi bước vào bên trong của nơi thánh, tại nơi bánh trần thiết, nhận ơn và lời của Ngài, bước qua cái chỗ của chân đen của bàn thờ sông hương để nhận được sự hiện diện soi sáng phước hạnh của Chúa, và dâng lên cho Đức Chúa Trời những lời cảm tạ ngợi khen khi vào trong hành lang của Chúa trong sự ngợi khen. Rồi cuối cùng bởi huyết của Đức Giêsu được bước vào trong nơi chi thánh, tại đó nơi mà thầy tế lễ đã từng dâng huyết của con sinh tế để khỏa lấp tội lỗi của dân sự. Cảm ơn Chúa Giêsu vì nhờ huyết của Ngài, con bây giờ được vào trong nơi chi thánh để ra mắt, để thờ phượng, để lắng nghe, để có thời giờ thông công với Chúa Cha, với Đức Chúa Trời toàn năng. Anh chị em, mỗi bước như vậy, dâng lời cảm tạ Chúa vì những gì Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm và phục hồi cho chúng ta. Vì Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta.
Hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Từ đó có thể trở ra, chia sẻ những gì mình nhận được, phước hạnh mà mình đã được Chúa Ngài đông đầy ở trong đời sống. Sự sức giàu tươi mới từ nơi Chúa để ra và sẵn sàng để phục vụ bất cứ lúc nào Chúa mở cửa cho mình. Ví dụ khi chúng tôi được mời đến bữa ăn của ngày hôm qua, mà không có ai báo trước và định trước là sẽ có một cái cơ hội để phục vụ và thấy ba phép lạ xảy ra ở trong ngày đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa, sẵn sàng để được đưa và sử dụng luôn luôn, vì đã nhận một cách cá nhân và sẵn sàng để đem phân phối ra. Thử rao ra anh chị em cũng sẽ nắm bắt được, để anh chị em có thể san sẻ ra cho nhiều người. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta. Chính Đức Chúa Trời đã làm điều đó. Ngài đã khiến Đức Chúa Giêsu đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta. Hầu cho chúng ta nhờ đấng đó, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Câu này cho chúng ta thấy chúng ta không làm gì được để có thể được kể là công bình, nhưng bởi ơn của Đức Chúa Giêsu mà thôi. Bởi Ngài trả xong hết tất cả những nợ tội, giải quyết hết tất cả những đòi hỏi của luật pháp. Thì cuối cùng chúng ta nhờ Ngài, nhờ đấng đó mà chúng ta được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Tôi tin rằng đây là câu quan trọng nhất ở trong các câu kinh thánh liên quan đến sự cứu rỗi của Chúa ở trong tầng ước. Câu này nói về sự trao đổi giữa Đức Chúa Trời với con người của chúng ta. Để chúng ta có thể hình dung phần của chúng ta. Chúa muốn chúng ta đem cái bình cũ kỹ, bình điện cũ của chúng ta. Bình mà giờ nó không giữ điện nữa. Bình mà không xài được nữa. Nổ máy nó không có sức để nó nổ. Một cái cuộc đời mà chúng ta thấy rằng đang ở trong chỗ thiếu hụt. Cuộc đời đang ở trong cái chỗ gãy đổ. Cuộc đời không thể xài được nữa. Chúa bảo chúng ta hãy đem đến cho Chúa, trao đổi với Ngài. Dâng cho Chúa tội lỗi, một đời sống xấu xa của chúng ta, một cuộc đời đầy tội lỗi của chúng ta, giao cho Chúa. Bởi đức tin xin Chúa Ngài nhận, rồi đón nhận phần của Đức Chúa Trời ban lại cho chúng ta, một cái bình mới. Cảm ơn Chúa. Đầy điện, đầy quyền năng, muốn nổ máy lúc nào cũng nổ được hết. Cảm ơn Chúa. Hình ảnh với tôi, trong hình dung với tôi, hình ảnh chúng ta ra xe mà cái bình chúng ta yếu đó, chúng ta để nó cứ kêu không hạt, không có nổ máy được. Tôi không giống như nhiều cuộc đời mà chúng ta thấy được ở trong tâm linh, muốn nổ máy mà nổ không nổi. Đức Chúa Trời Ngài dành sẵn cho chúng ta và chúng ta có thể nhận được điều tốt nhất, điều phước hạnh nhất mà Ngài có thể ban cho chúng ta bởi phúc lợi của tất cả những gì Đức Chúa Giêsu đã trải qua và phục hồi cho chúng ta. Có thể nói chúng ta có thể đem dâng cho Chúa cái xấu nhất của mình, để rồi chúng ta có thể nhận cái điều tốt nhất của Đức Chúa Trời, để chúng ta có thể sống một đời sống đầy trọn phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì tôi, vì anh chị em, vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công minh của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Qua lời của Chúa, chúng ta có thể nhìn biết có nhiều điều Chúa Ngài dành lại cho chúng ta. Và chúng ta có thể thấy được điều này một cách trọn vẹn. Quá ít nhất là 8 điều mà Chúa Giêsu Ngài đã làm, Ngài đã trải qua để chúng ta có thể nhận được phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Điều thứ nhất, đó là Đức Chúa Giêsu đã bị trừng phạt hầu cho chúng ta có thể được tha thứ. Đức Chúa Trời làm cho Đức Chúa Giêsu trở nên tội lỗi vì chúng ta. Có một sự khác biệt giữa sự tha thứ và đã được tha thứ. Forgiveness and forgiven. Chúng ta có thể kinh nghiệm được sự tha thứ trọn vẹn của Chúa vì chúng ta đã được Chúa Ngài tha thứ. Vì Đức Chúa Giêsu chịu trừng phạt để chúng ta được tha thứ. Và khi chúng ta được tha thứ, tội lỗi của chúng ta được xóa, thì tất cả những chứng cứ về tội lỗi chúng ta hoàn toàn được xóa sạch. Như lời của Chúa nói, như phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Đức Chúa Trời sẽ đem sự vi phạm của chúng ta khỏi xa chúng ta bấy nhiêu. Cảm ơn Chúa. Chỉ có Satan của ma quỷ mới nhắc về tội lỗi của chúng ta, để nó làm cho chúng ta bị trùng bước, mất tinh thần. Đừng cho phép nó. Mỗi lần Satan nhắc chúng ta về tội lỗi của chúng ta, hãy nhắc nó về quyết của Đức Chúa Giêsu. Đúng, trước đây tao tội như vậy đó, nhưng mà cảm ơn Chúa Giêsu vì nhờ quyết của Ngài ta được rửa sạch ở trong Chúa, và chúng ta có thể đuổi nó đi chỗ khác. Đừng để nó lên tiếng, vì nó là kẻ kiện cáo anh em. Nhiều con cái của Chúa vì không hiểu điều này,
Cho nên để cho ma quỷ nó lên án chúng ta, nó kiện cáo với chúng ta. Rồi chúng ta như bị nó điểm huyệt, chúng ta mất sức, chúng ta nằm yên chỗ. Không anh chị em quý của Đức Giê-xu và những gì Chúa Ngài đã thấy, tất cả đều đã được ứng nghiệm. Ngài tuyên phán Tetelestai, mọi sự đã được trọn. Thì chúng ta có quyền nhận, đã được trả trọn giá rồi. It's paid in full. Một cái hóa đơn đã được trả một lần rồi, không ai bắt chúng ta đi trả lần thứ hai nữa. Ma quỷ nó có đến, nó bảo chúng ta hãy trả lần thứ hai, hãy nói với nó đi chỗ khác chơi. Và xin huyết của Đức Chúa Giêsu linh tiếng cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Huyết Đức Chúa Giêsu xóa sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Bao nhiêu tội? Chắc không? Cảm ơn Chúa. Phải tin như vậy anh chị em. Vì Đức Chúa Giêsu Ngài làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Khi chúng ta có những cái vấp ngã ở trong đời sống của chúng ta, thì đó chỉ là chúng ta vi phạm luật của Chúa, chúng ta trespass. Chúng ta phạm cái ranh giới. Nhưng mà cốt lõi của vấn đề là một tội nhân, thì Chúa Ngài đã tha thứ và Ngài đã biến đổi chúng ta để chúng ta bây giờ là sự công bình của Đức Chúa Trời. Amen anh chị em. Có sự khác biệt rất là lớn. Đừng để cho nó nhắc mà nói đến tội. Nó có thể kiện cáo chúng ta về những tội và lỗi của chúng ta, nhưng mà tội của chúng ta đã được Đức Chúa Giêsu trả xong hết, và Ngài làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nên công việc của chúng ta là ăn năn và đồng ý với Đức Chúa Trời, là Chúa còn biết con đã vi phạm việc đó, ăn năn hết lòng. Chúa Ngài sẽ bởi sự thành tín của Ngài tha thứ cho chúng ta và làm chúng ta sạch hết mọi điều gian ác. Cảm ơn Chúa. Anh chị em thấy vui chưa? Cảm ơn Chúa, mình được tha thứ hoàn toàn ở trong Chúa. Thứ hai, chúng ta thấy Chúa Giêsu bị thương để chúng ta được chữa lành. Cảm ơn Chúa. Phi-rơ thứ nhất chương 2 câu 24. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể của Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi được sống cho sự công bình. Liên quan đến sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi của Chúa là chúng ta kinh nghiệm được điều mà Ngài đã gánh tội lỗi của chúng ta trong thân thể của Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi được sống cho sự công bình. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà lời của Chúa không dừng ở tại đó. Lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bệnh. Anh em vui chưa? Tin vui của Chúa là bởi những lằn đòn mà Đức Chúa Giêsu gánh chịu. Đức Chúa Trời không nở lòng để thấy Đức Chúa Giêsu bị đánh đập một cách hết sức là kinh hoàng như vậy. Và Ngài đã lên kế hoạch, đã báo trước cho chúng ta ít nhất là 700 năm trước khi Đức Chúa Giêsu Ngài mang lấy thân thể của người nhập thể làm người trong Ê-sai 53 từ câu 4 cho đến câu số 5 đó. Thật, Người đã mang sự đau ớm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng Người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập vào làm cho khốn khổ. Nhưng Người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt Người chịu, chúng ta được bình an. Bởi lằn roi Người, chúng ta được lành bệnh. Anh chị em hãy nhận cả hai. Những gì Chúa Giêsu đã chịu đau đớn để chúng ta được cứu và được xưng công bình. Và những điều Chúa Giêsu chịu đau đớn đó, có một phúc lợi cặp theo nữa, đó là lại nhân những lằn đòn mà Ngài đã gánh chịu mà chúng ta đã được lành bệnh. Nói theo như anh em của chúng ta bên Việt Nam sử dụng, đó là the whole package, trọn gói. Nhưng mà có nhiều người là tôi chỉ nhận cái phần được cứu thôi, còn bệnh tôi mang. Bệnh, Đức Chúa Trời cho bệnh tật đến để tôi làm sáng danh Đức Chúa Trời qua bệnh tật ở trong đời sống của tôi. Chúng ta nói xấu về cha của chúng ta. Đấng đã bằng lòng đến thế gian này mang lấy thân xác của con người, sắm sẵn một thân thể, hứng chịu những lằn đòn đã đúng theo như kế hoạch mà Ngài đã báo trước. Rồi chúng ta bây giờ chúng ta nói xấu Đức Chúa Trời, chúng ta nói rằng Chúa cho chúng ta bệnh tật để làm sáng danh Ngài. Anh chị em giảng như vậy, anh chị em vi phạm một cái luật rất là quan trọng, là chúng ta giải nghĩa Kinh Thánh nghịch với những điều mà Đức Chúa Trời Ngài đã bày tỏ. Cảm ơn Chúa. Vì tình yêu của Chúa đã dành cho đời sống của chúng ta, Chúa yêu chúng ta đến như vậy. Những điều tồi tệ mà Chúa Giêsu phải gánh là gì? Là bệnh tật cho chúng ta, sự đau đớn thay cho chúng ta, để những điều tốt đẹp mà chúng ta có thể nhận lãnh được, đó là sự chữa lành và sức khỏe. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta con độc sanh của Ngài, Ngài há chẳng ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Không, con nhận Chúa con để được tha thứ, để con chết con được lên thiên đàng, còn những cái kia được chữa lành, được Chúa Ngài phục hồi, rồi đời sống được thịnh vượng ở trong ơn của Chúa, thì cái ngày đó con để cho những người khác, những người ngũ tuần, những người ân tứ, còn con anh hùng lắm, con chỉ nhận sự cứu rỗi thôi, còn những cái kia con cắn răng con chịu. Không anh chị em, đó là chúng ta
phí phạm những phước hạnh mà Chúa Giêsu đã trả một giá rất đắt cho chúng ta. Không phải anh hùng đâu, mà đó là sự dốt nát về lời của Đức Chúa Trời mà chúng ta đáng lý phải hiểu, nhận, áp dụng cho đời sống của chúng ta. Đức Chúa Trời muốn chúng ta bước đi trong sức khỏe. Mặc dù chúng ta sống ở trong thế giới này, một thế giới đã bị băng hoại bởi tội lỗi và lối sống của chúng ta có thể đem đến bệnh tật. Mà Chúa không phải là tác giả gây ra những bệnh tật đó. Ngài là đấng đã lên kế hoạch và thành toàn đức tin của chúng ta đó. Ngài có cặp theo trong sự cứu rỗi của Ngài về sự chữa lành của chúng ta. Chúng ta để ý trong Esai 53 và phi rơ nhất chúng ta thấy rằng cặp chung vì trong sự cứu rỗi của Chúa có sự chữa lành cặp theo. Hơn Chúa. Thứ ba, Chúa Giêsu trở nên tội lỗi vì tội lỗi của chúng ta. Hầu cho chúng ta được nên công bình với sự công bình của Ngài. Chúng ta nhắc lại câu kinh thánh này, Đức Chúa Trời đã làm cho đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta. Để trong đấng ấy chúng ta được trở nên công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Tự chúng ta không bao giờ có thể làm cho mình được trở nên công bình. Nhưng mà Chúa Giêsu đã trả xong. Ngài hội đủ điều kiện để có thể trả thế cho chúng ta những tội lỗi. Ngài trở nên tội lỗi vì chúng ta, để chúng ta có thể nhận được sự công bình với sự công bình của Ngài. Trao đổi là như vậy. Cảm ơn Chúa. Thứ tư, Đức Giêsu đã chết thay cho chúng ta để chúng ta có thể nhận được sự sống của Ngài. Cảm ơn Chúa. Hebrew chương 2 câu số 8, câu số 9. Nhưng chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu đấng đã bị đặt thấp hơn các thiên sứ trong một thời gian ngắn. Bây giờ được đội mão triều vinh quang và tôn trọng vì sự chết mà Ngài đã chịu. Để nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, Ngài đã nếm sự chết vì mọi người. Cảm ơn Chúa. Chúa nếm sự chết để chúng ta có thể nhận được sự sống của Ngài. Cảm ơn Chúa. Sự chết là gì? Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jesus Christ Chúa chúng ta. Sự chết này không phải là chết về thể xác, mà là cái chết của tâm linh. Và Chúa Ngài ban cho chúng ta trở lại sự sống của Chúa, là sự sống Zoe của Ngài, sự sống đầy trọn, sự sống phước hạnh, thật sống mà Chúa Ngài ban cho những người tiếp nhận trong ơn của Chúa, như Đức Chúa Giêsu Ngài đã tuyên bố ở trong Giăng chương 10 câu 10, kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta đến để chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Cảm ơn Chúa. Công việc của ma quỷ là cướp giết và hủy diệt. Nhưng công việc của Đức Chúa Giêsu Ngài đến là để chúng ta được sự sống dư dật của Ngài. Và chữ sự sống dư dật ở đây trong nguyên tắc là Zoe. Sống không thiếu cái gì hết. Đầy tròn. Đó mới là tin vui, phải không chứ? Tin Chúa xong rồi còn. Nhưng mà sự cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu bởi quyết Đức Chúa Giêsu. Nhưng mà phải thêm bí tích của giáo hội, phải thêm lễ này lễ kia, mà nếu mà không đủ lễ thì qua đời phải đến một cái ngục liền tội ở đó để chờ giáo hội rước đủ lễ cho mình mới được đi lên. Tin vui ở đâu? Tin Chúa để được cứu cộng thêm, anh chị em không có cộng thêm, bởi vì Tetelestai đã xong hết rồi. Đã hoàn tất rồi. Anh em, cảm ơn Chúa. Điều này xảy ra khi nào? Xảy ra ngay khi Đức Chúa Giêsu Ngài thực hiện những đau đớn thay cho chúng ta, trải qua những sự đau đớn thay chúng ta, đền nợ tội cho chúng ta. Khi chúng ta quay lưng với tội lỗi, ăn năn, chạy đến với Đức Chúa Giêsu, Ngài tha thứ cho chúng ta hoàn toàn. Cảm ơn Chúa. Thứ năm, Đức Chúa Giêsu đã chịu đựng sự nghèo khó của chúng ta, hầu cho chúng ta có thể được chia sẻ sự dư dật của Ngài. Cảm ơn Chúa. Đây là một trong những khám phá tuyệt vời ở trong cuộc đời đi theo Chúa và hầu việc Chúa của tôi. Từ khi nhỏ lớn lên, chúng tôi được nghe giảng người đi theo Chúa mà giàu sẽ không theo Chúa được. Họ trích cái câu kinh thánh, người giàu mà vào nước thiên đàng nó khó như lạc đà chui qua lỗ kim. Cho nên là con cái của Chúa mình phải nghèo, mà càng nghèo thì mình càng đi theo Chúa tốt hơn. Trong cái đó thì lời của Chúa rất là nhiều chỗ, và đây là một trong những chỗ để chúng ta có thể thấy được Chúa Ngài chịu đựng sự nghèo khó của chúng ta. Chúng ta ôm cái nghèo khó của mình giao cho Chúa. Phần của Đức Chúa Trời Ngài ban lại cho chúng ta sự dư dật của Ngài. Cô-rinh-tô thứ 2 chương 8 câu số 9. Vì anh em biết ân điển của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ
Ngài vốn giàu nhưng đã trở nên nghèo vì anh em. Cảm ơn Chúa. Anh chị em có biết là Chúa Ngài trở nên nghèo vì chúng ta không? Rồi xin nữa, Chúa trở nên nghèo vì chúng ta xong rồi Chúa để chúng ta cứ tiếp tục nghèo phải không? Như vậy vô lý. Chúa làm gì? Để bởi sự nghèo khó của Ngài anh em được trở nên giàu có. Và đó là lời Chúa. Nếu có ai mà lên tiếng, ôi mấy cái ông tối ngày cứ giảng giàu có thịnh vượng, giàu có thịnh vượng, cái đó không phải là tin lành thật của Chúa. Đấy mới là tin lành thật của Chúa, vì lời của Chúa nói như vậy mà. Cái tin lành người ta giảng, Chúa của chúng ta nghèo lắm. Nghèo đến độ chim có tổ. Con háo, con cáo, con hang chim trời, có ổ xong con người không có chỗ để gối đầu. Chúa chúng ta nghèo lắm, không có cái gối để nằm. Cho nên đi theo Chúa chúng ta phải nghèo như vậy đó. Nghèo đến độ không có gối nằm, thì mình mới là thật lòng đi theo Chúa. Không anh chị em, Chúa của chúng ta rất là giàu. Ngài vốn giàu nhưng mà vì chúng ta đó, vì chúng ta nghèo, vì chúng ta thiếu thốn, vì chúng ta ở dưới sự rủa xả đó, mà Chúa Ngài trở nên nghèo vì chúng ta. Mà Chúa không có trở nên nghèo vì chúng ta rồi Chúa ở luôn ở trong cái sự nghèo đó. Để làm gì anh chị em? Để anh em trở nên giàu có. Cảm ơn Chúa. Tôi nói chơi nhưng mà ý rất thật. Nếu anh chị em chê cái phần này, anh chị em muốn tiếp tục ở trong sự nghèo khó, anh nói rằng con không nhận điều này. Chúa mang qua, Chúa đổ xuống cho mục sư Khánh đi. Tôi sẵn sàng nhận. Vì tôi yêu Chúa và tôi đón nhận tất cả những gì Chúa làm cho tôi. Cảm ơn Chúa. Khi nào chúng ta thật sự trải nghiệm cái nghèo, chúng ta mới thấy bây giờ sau khi chúng ta tin Chúa mà chúng ta được giàu có thịnh vượng trong Chúa, chúng ta mới thấy tin này thật là vui. Sau năm 1975, gia đình của chúng tôi vì những việc liên quan đến sự thay đổi của đất nước Việt Nam của chúng ta trở nên rất là nghèo. Nghèo đến độ mà chúng tôi phải đổi nghề làm cái nghề bán nước đá. Cái tuổi đang lớn lên mà 2 giờ thì phải thức dậy để đúng 3 giờ thì chờ trực ở tại cái hãng nước đá. Bởi cái móc để kéo những cái cây nước đá 50 kg. Mà mỗi buổi sáng như vậy chúng tôi móc khoảng chừng trên 300 cây như vậy. Đưa lên xe, trở về rồi đem phân phối những cái tiệm bán nước mía, tiệm cà phê v.v. Và cái nghề bán nước đá nó có một cái điều nó rất là bạc bẽo. Ngày mà trời nắng á, mình không có đủ để bán. Mà họ coi mình quý lắm. Nhưng mà ngày trời mưa một cái, họ không thèm nhìn mặt mình. Mà hãng nước đá thì họ đâu có sản xuất ra nước đá mà họ định ngày mà mưa đó thì khỏi cần đến lấy. Nhưng chúng ta mua cả năm. Một cái bạc bẽo khác nữa là những ngày mà nắng đó, thì nhiệt độ nó lên cao, máy làm lạnh đầy nước đá nó không có đặt, nó bọng, nó mong dánh à. Thiếu nó càng thiếu hơn. Và những cái ngày mà chúng tôi thấy cái nghèo mà nó thấm thía đó, đó là những ngày trời mưa. Mình đem nước đá mình giao họ, nói rằng đem về đi. Nó đem về nước đá mình để nó chảy sao? Anh chị em biết nó đến cái độ là tôi phải đóng một cái thùng, bỏ 4 cây nước đá 200 kg ở phía sau một cái chiếc xe đạp, chạy xuống một cái phà, một cái đò, đi qua một cái cù lao gọi là cù lao Long Khánh, đạp xe đạp từ 8 giờ sáng cho đến 7 giờ tối để rao bán. Ai có mua nước đá không? Ai mua nước đá không? Mà những ngày đó mà trời mưa đó, không người nào đáp lời, hay là rất là ít người đáp lời. Đi hết cả ngày như vậy, đạp mấy chục cây số như vậy, cuối cùng vẫn còn 2 cây ở trong thùng. Mà đem về mình không biết là nó sẽ chảy ra thành nước. Có những ngày mà những người chỗ mà chúng tôi giao nước đá, họ nói nặng. Họ đài mình, bao nhiêu năm nay bao nhiêu lần mình muối nước đá, bỏ nước đá rồi bỏ trấu vô đầy đủ hết. Ngày trời mưa ra hỏi, móc ra làm lại. Ướp nước đá như vậy nó sẽ tan hết. Cũng y thinh như vậy móc ra hết, rồi bỏ vô trở lại, rồi bỏ trấu vô trở lại. Nghèo anh chị em bị nhiều cái thiệt thòi. Khi tôi nghe tin vui về công việc này, thì tôi nắm bắt được. Tôi cảm ơn Chúa. Tôi rằng lại Chúa, như lời của Ngài đã bày tỏ, vì anh em biết ân điển của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, đấng vốn giàu nhưng đã trở nên nghèo vì anh em, để bởi sự nghèo khó của Ngài anh em được trở nên giàu có. Tôi nói với Chúa, lại Chúa, con muốn hầu vì Chúa và
bày tỏ ra sự giàu có của Ngài trên cuộc đời của con. Cảm ơn Chúa. Năm 1992 khi tôi trở về thăm gia đình lần đầu tiên sau khi rời Việt Nam, tôi nhìn những gia đình lân cận, mấy cái quán cà phê, những cái chỗ mà mình đã từng bị họ đày đọa khi mình đi giao nước đá cho họ. Tôi hỏi gia đình, họ đâu hết rồi? Nói họ tán gia bại sản, họ dọn đi đâu hết rồi. Còn gia đình của chúng tôi thì Chúa lại ban phước. Tôi đã thưa với Đức Chúa Trời là Chúa, con sẽ dâng mình hầu vì Chúa. Con được cha mẹ gửi ra nước ngoài với một sứ mạng làm ra tiền để phụ ba mẹ, nuôi các em. Nhưng mà con đã đáp lại tiếng gọi của Chúa, con lo công việc của Chúa, xin Chúa lo công việc của gia đình của con. Và tôi xin điều này được áp dụng. Vì anh em biết ân điển của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, Ngài vốn giàu nhưng đã trở nên nghèo vì anh em. Để bởi sự nghèo khó của Ngài anh em được trở nên giàu có. Cảm ơn Chúa. Tiếp tục hầu vì Chúa, trung tín với công việc của Ngài và luôn luôn đón nhận lẽ thật này. Cảm ơn Chúa, có những người biết gia đình của chúng tôi từ Việt Nam quan sát và nói rằng một sư khánh rất là giàu có, một sư có biết không? Giàu con, giàu ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Và đời sống có một chức vụ mà Chúa Ngài đang sử dụng ở nhiều nơi trên thế giới. Khắp thế giới. Anh chị em, cái chữ giàu tại đây nếu chúng ta chỉ định nghĩa có tiền bạc mà thôi đó là chưa đủ. Mà sự giàu có muôn mặt của Chúa. Giàu ơn, giàu quyền của Chúa. Và cái thước để chúng ta có thể đo được chúng ta giàu cỡ nào đó là chúng ta có thể cho ra được bao nhiêu. Người có nhiều tiền mà không cho được một xu nào hết đó, người đó nghèo lắm. Và cảm ơn Chúa, bởi sự giàu có của Chúa chúng ta có thể cho ra, chúng ta có thể sống một cách rời rộng, chúng ta có thể phục vụ, chúng ta có thể đem lời của Chúa, chúng ta có thể cầu nguyện, người ta được chữa lành, người ta được giải cứu, người ta được phục hồi. Lời của Chúa bày tỏ ra những gia đình tan nát được hồi phục, hôn nhân của họ được hồi phục. Và dĩ nhiên cũng có thể giúp đỡ cho những người nghèo. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa cho để chúng ta thấy được phước hạnh này trong đời sống của chúng ta. Và đón nhận anh chị em. Bởi vì Chúa Ngài muốn chúng ta được trở nên giàu có, cho nên Chúa Ngài đã gánh sự nghèo khó của chúng ta ở trên đời sống và thân thể của Ngài rồi. Ngài không muốn chúng ta ở trong tình trạng đó. Nếu chúng ta lùi lại với một cái bức ảnh trọn vẹn, chúng ta nhìn khắp nơi trên thế giới, bất cứ đất nước nào, xứ sở nào đã được ảnh hưởng bởi tin lành của Chúa, chúng ta thấy các nước đó đời sống của người ta rất là phong phú, phải không? Chúng ta nhìn các nước mà không tiếp nhận phước hạnh này thì chúng ta thấy rằng người dân rất là nghèo khổ. Ở đây mà lòng của tôi rất là nặng đối với Hội Thánh Việt Nam của chúng ta là lẽ thật này phải được bày tỏ. Chúa trở nên nghèo để Hội Thánh Việt Nam của chúng ta được giàu có trong Ngài. Amen. Cho nên tôi cầu nguyện, giảng dạy và khích lệ để Cơ Đốc nhân Việt Nam của chúng ta sẽ là những người được Chúa Ngài ban phước để chúng ta cho ra. Không phải là những hội thánh chỉ nhận sự giúp đỡ của nước ngoài. Chúng ta có cơ hội, chúng ta sống ở tại Mỹ này anh em chị em ấy. Chúng ta có khả năng và có phương tiện cũng như là điều kiện để chúng ta cũng giàu giống như dân địa phương tại đây, như hội thánh của người Mỹ. Phải không? Thì chúng ta cũng có thể giúp đỡ cho hội thánh của Chúa cho người Việt Nam chúng ta chứ. Hay là giúp đỡ cho hội thánh của Chúa thuộc về các dân tộc khác chứ. Bởi vì mức độ của số người tiếp nhận tin lành của Chúa thì họ sẽ được Chúa Ngài cho đời sống nó phong phú hơn. Và dây chuyền này cứ tiếp tục phải được liên tục để cuối cùng chúng ta xóa đi được sự nghèo đói ở trên đất nước, trên xứ sở của chúng ta. Và bắt đầu từ những con người kinh nghiệm được sự phục hồi này của Chúa. Cho nên mỗi lần khi nghe có một con gái của Chúa tại Việt Nam dâng hiến cho công việc nhà Chúa tại đây, tôi vui lắm. Không phải vì, ô, mình được thêm tiền dâng hiến từ con gái của Chúa từ Việt Nam qua đây. Nhưng mà tôi ngợi khen Đức Chúa Trời, có nhiều khi tôi nhảy múa đó anh chị em. Bởi vì sự nghèo đói đã dần được giải quyết, xóa ở trên hội thánh của người Việt Nam của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Khi có những con cái của Chúa, trong các chuyến truyền giáo chúng tôi có người dâng lên hơn 10.000 Mỹ Kim. Anh chị em biết tôi vui vô cùng. Không phải vì họ dâng hiến mình có tiền để công trục truyền giáo của mình được thể hiện ra. Nhưng mà không anh chị em, vui vì con cái của Chúa người Việt Nam đã nắm bắt được phước hạnh mà Chúa Ngài đã định cho chúng ta tới đây. Chúng ta đã thoát ra khỏi cái lối dạy dỗ của những thế hệ trước, đó là mình nghèo mình mới theo Chúa một cách chân thật được. Không. Theo Chúa chân thật và đúng theo như nghĩa của Chúa. Vì anh em biết ân điển của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Ngài vốn giàu nhưng đã trở nên nghèo vì anh em. Có ai chọn mình là trong hai chữ anh em đó không?
Cảm ơn Chúa. Đừng ai nhảy ra ngoài và nói rằng Chúa trở nên nghèo khó cho những người khác, cho mục sư Khánh. Đã bởi sự nghèo khó của Ngài, mục sư Khánh được giàu có thôi. Chắc là không, phải không em? Nhưng mà trong tư tưởng của chúng ta, nếu chúng ta không gột rửa, chúng ta sẽ mắc vào trong cái chỗ đó. Cho tôi nói bên cho em, ý định của Cha chúng ta trên trời là tất cả những người con Chúa trở nên giàu có. Giàu trong đủ mọi mặt. Giàu ơn, giàu quyền năng của Chúa, giàu có về tài chánh, giàu có trong sự rời rộng ban cho. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa cho để điều này sẽ được nắm bắt. Các anh em, các cơ đốc nhân Việt Nam hãy nhận biết Chúa Ngài rất muốn anh chị em cũng được trở nên giàu có thịnh vượng ngay ở trong hoàn cảnh hiện tại. Nó là bắt đầu của chúng ta. Từ khi tin Chúa, chúng ta sẽ nhìn lại, chúng ta sẽ thấy chúng ta cứ đi lên ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Để tôi nói với anh chị em, tôi cầu nguyện Chúa sẽ cho hội thánh của Chúa ở tại đây sẽ có nhiều triệu phú. Có người sẽ nói sao mà mục sư cầu nguyện chuyện cầu nguyện cho con cái của Chúa nó giàu chi? Lời của Chúa bảo với chúng ta, Chúa trở nên nghèo để chúng ta được giàu có. Để chi? Để tin lành của Chúa được tài trợ. Chúng ta không chạy đi nhờ sự giúp đỡ của các tổ chức lớn của hội thánh người Hoa Kỳ. Những ngày chúng ta bắt đầu hội thánh tại đây, có sự yểm trợ của hội thánh Hoa Kỳ và của giáo hội, $350 một tháng cho lương của tôi. Nhưng mà chỉ một năm sau, chúng ta nói với họ, chúng tôi không cần. Xin đem và giúp đỡ cho những chỗ khác. Vì tôi chia sẻ với con cái của Chúa trong hội thánh lúc bây giờ. Cảm ơn Chúa. Những người tin Chúa trước đây bên Việt Nam không nắm bắt được. Nhưng mà những người mới tin Chúa nói, chuyện này dễ hiểu. Mình đi học đại học, mình cũng phải trả tiền tuition. Rồi mình đi vô trong trường học đại học mà mình sử dụng những cái phòng thí nghiệm lab, mình cũng phải trả tiền phí nó. Bây giờ mình đi nhà Chúa, nhà thờ cũng cần phải có điện nước, cũng có đủ mọi thứ để mình phải chi phí. Sao con cái Chúa lại sợ là mình nói về vấn đề tiền bạc, người ta bỏ đi hết? Khi chúng ta hiểu và chúng ta nhận trách nhiệm, Đức Chúa Trời Ngài sẽ có cớ để ban phước trên đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Anh chị em hình dung nó đi tương đương với nhau đó. Một hội thánh phong phú trong ơn của Chúa, chúng ta sẽ cho ra một cách rời rộng. Cho ra cách rời rộng, Đức Chúa Trời lại ban phước cho chúng ta một cách phong phú hơn. Lúc đầu chúng tôi xin Chúa Ngài ban cho hội thánh của Chúa để chúng ta nhận được số ngàn, rồi số trăm ngàn. Và chúng tôi tin rằng Chúa Ngài sẽ cho để trong những ngày sắp đến, Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban phước để hội thánh của Chúa chúng ta sẽ nói đến bạc triệu. Vì vương quốc của Đức Chúa Trời luôn luôn hoạt động theo cách mà Chúa Giê-xu Ngài đã dạy. Trung tính trong việc nhỏ sẽ được giao cho việc lớn hơn. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Có những anh em được Chúa Ngài ban phước. Và họ đến tôi chia sẻ với tôi, nói rằng là bởi ơn của Chúa, tôi đi một đoạn đường rất xa đến để gặp mục sư và nói rằng Đức Chúa Trời mở cho tôi một cánh cửa. Và có thể hàng tháng tôi sẽ làm được rất là nhiều triệu đồng. Tôi tìm gặp mục sư bởi vì mục sư là người có khải tượng. Tôi muốn yểm trợ mục sư để có thể thấy 53 triệu người Việt Nam trở lại tin Chúa trước ngày Chúa Giê-xu Christ tái lập. Bà nhờ vào trong sự giúp đỡ của mục sư có thể yểm trợ cho những hội thánh, những chức vụ cần được sự giúp đỡ. Cảm ơn Chúa. Mà người anh em này nói chuyện bạc triệu. Vì nắm bắt được những điều mà Chúa Ngài đã dành lại cho chúng ta. Ngài trở nên nghèo vì anh em. Nhảy vô anh chị em. Chúa trở nên nghèo vì anh em. Đừng nhảy ra. Đứng vào trong chỗ đó. Cảm ơn Chúa vì Ngài trở nên nghèo vì con. Để con được trở nên giàu có trong ơn của Ngài. Hội thánh Việt Nam của chúng ta nói chơi nhưng mà bày tỏ ra cái thái độ vô tính của mình. Mục sư Khánh là bàn những cái chuyện đó. Nhưng mà cái việc đầu tiên là tiền đâu? Như vậy mà khi nói đến con cái của Chúa cần phải tin và đón nhận Chúa Ngài trở nên nghèo để chúng ta được giàu có, được thịnh vượng trong Chúa, thì nó là cái đó là tà giáo. Làm công việc gì thì cũng nói chuyện đầu tiên là tiền đâu. Anh chị em thấy mâu thuẫn không? Mình xin Chúa cho chúng ta thoát ra được. Để chúng ta nhận biết rằng Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài đã làm cho Đức Giê-xu trở nên nghèo để chúng ta được giàu có trong Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa Giê-xu, Ngài mang nỗi xấu hổ cho chúng ta, hầu cho chúng ta được chia sẻ sự vinh hiển của Ngài. Cảm ơn Chúa. Ngài đã mang lấy nỗi xấu hổ đó cho chúng ta, để chúng ta có thể được chia sẻ sự vinh hiển của Ngài. Cái xấu hổ không dám nhìn lên mặt của một cái người chủ tiệm cà phê,
nói những câu nặng nề. Bây giờ Chúa nghe làm cho tôi có thể ngước mắt lên nhìn. Cảm ơn Chúa. Trong phước hạnh mà Chúa nghe ban cho. Trên cái con đường Nguyễn Tri Phương đó, của thị xã Tân Châu của chúng tôi đó, thì bây giờ Chúa cho gia đình của Đồng Khánh là một trong những gia đình khá giả. Cảm ơn Chúa. Mình từ cái chỗ năn nỉ chiều chuộng, bán từng cục nước đá. Vì Đức Chúa Trời Ngài là đấng rất thành kính. Ngài giữ lời Ngài hứa và làm trọn. Cho nên chị em, Chúa Ngài sẽ cất đi sự xấu hổ cho chúng ta. Vì Chúa Giêsu mang nỗi xấu hổ cho chúng ta, hồi chúng ta được chia sẻ sự vinh hiển của Ngài. Cảm ơn Chúa. Hebrew chương 12 câu số 2. Nhìn xem Đức Giêsu là cội rễ cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục. Cảm ơn Chúa. Và hiện nay ngồi bên hữu ngay Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Để rồi làm con cái của Chúa, chúng ta không còn đi và nhìn xuống đất tìm bà cắt nữa. Mà Chúa là đấng làm cho mặt của chúng ta được ngước lên, Ngài làm cho sừng của chúng ta được ngước cao lên như sừng của con bò tót. Chúa muốn chúng ta đi ở trong một thái độ của những người: tôi được Chúa ban phước, tôi được chuộc, tôi là con của vua đời đời. Và khi chúng ta xuất hiện, chúng ta bước vào trong một vị trí, một chỗ, một căn phòng, thì mọi người sẽ thấy sự xuất hiện của chúng ta là cái niềm vui mà họ được phước để có mặt của chúng ta. Vì chúng ta mang phước hạnh của Chúa đi với chúng ta, sự hiện diện của Ngài đi với chúng ta. Cảm ơn Chúa. Chúa chịu những sự xấu hổ, bị đánh đập, bị chế giễu, bị khinh bỉ, bị che mặt chẳng thèm xem, để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự đón nhận ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Thứ bảy, Đức Chúa Giêsu đã chịu đựng sự khước từ thay thế cho chúng ta, để chúng ta có thể được Chúa cha chấp nhận. Cảm ơn Chúa. Ephesos chương 1 câu 5 câu 6. Trong tình yêu thương, Ngài đã định sẵn cho chúng ta địa vị làm con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo mục đích tốt đẹp của ý muốn Ngài, để ca ngợi ân điển vinh quang mà Ngài đã ban tặng cho chúng ta trong con yêu dấu của Ngài. Anh xem có bắt được chữ ban tặng không? Cảm ơn Chúa. Chúng ta bây giờ được làm người nhà của Đức Chúa Trời. Làm người nhà của vua trên muôn vua và Chúa trên muôn Chúa. Làm người nhà của Đức Chúa Trời hằng sống. Làm người nhà của Đức Chúa Trời toàn năng. Đức Chúa Giêsu đã chịu đựng sự khước từ để chúng ta được tiếp nhận làm người nhà của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Chúng ta nhớ Đức Chúa Giêsu, Ngài đã trải qua cái giây phút bị khước từ một cách hết sức là đau đớn, được ghi lại cho chúng ta trong Ma-thi-ơ chương 27 câu 46. Ước chừng giờ thứ 9, Đức Chúa Giêsu kêu lớn tiếng lên rằng: Eli, Eli, lama sabachthani, nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Cho đến giờ phút đó, Chúa Giêsu chưa bao giờ gọi Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, chỉ gọi là Cha mà thôi. Và trong giây phút đó, Ngài gánh chịu cái sự ngăn cách với Đức Chúa Trời, vì Ngài đang nhận tất cả tội lỗi của loài người chúng ta, những xấu xa tột cùng của loài người của chúng ta, tội của những con người giết người, những con người hãm hiếp phụ nữ, những con người xé xác con của mình, những con người đã bày tỏ những công việc hết sức là kinh hoàng đó. Chắc là trên Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời thánh khiết không thể nhìn Đức Chúa Giêsu được ở trong giây phút đó, mà Ngài phải ngoảnh mặt đi và Đức Chúa Giêsu phải thét lên: Eli, Eli, lama sabachthani, Đức Chúa Trời của tôi ơi, Đức Chúa Trời của tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Ngài trải qua như vậy để chúng ta được Chúa Cha chấp nhận, vì chúng ta được trở nên sự công bình bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Hallelujah. Phước hạnh trong Roma chương 8 câu số 15. Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự lòng con nuôi, và nhờ đó anh em kêu bằng Abba Cha. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, đó cũng là một phước hạnh khác. Cho anh chị em, nếu có nghe lời tôi cầu nguyện, tôi luôn luôn cầu nguyện với Cha của con và Cha yêu dấu. Đúng không? Cảm ơn Chúa vì địa vị này và phước hạnh này. Ngày xưa không có. Khi chưa nếm trải được sự cứu rỗi thật từ nơi Chúa, đi nhà thờ thì bị người lớn hù dọa Đức Chúa Trời như là một ác thần. Chúa cầm sẵn một cái cây roi, đứa nào mà lộn xộn hư hỏng là Chúa quất cho một ngày rồi. Mình nghe mình thấy đáng sợ Đức Chúa Trời, sao thấy sợ không dám đến gần Ngài. Nhưng mà Kinh Thánh thì cho chúng ta biết rằng bởi Thánh Linh của Chúa, Ngài ngự vào trong lòng chúng ta và biến chúng ta trở nên những người sợ trời, trở nên những người gọi Đức Chúa Trời Abba Cha. Vì Chúa Giêsu, Ngài đã trải qua cái sự khước từ để chúng ta được nhận
và trong gia đình của Đức Chúa Trời. Hãy biết ơn Chúa với quý vị trong phước hạnh đó. Và nắm bắt hết tất cả những cơ hội, nhảy vào lòng của Chúa, nhìn vào gương mặt của Ngài và nói: Abba, cha. Tôi tin rằng điều đó làm cho lòng của Chúa vui lắm. Làm cha bây giờ làm ông ngoại, ông nội, thì không có gì sung sướng cho bằng một em bé ngồi trong lòng của mình, rồi nó nhìn lên, nó kêu Papa. Cháu của chúng tôi trong nhà gọi ông ngoại là Papa. I love you. Nằm ở trên sàn nhà cho nó thẳng lưng. Nó xách cái mền, nó chạy đến, nó đắp cho ông ngoại. Papa. Tôi có thể làm những điều đó, nhưng mà anh chị em, nó không có gì sung sướng cho bằng khi mình so sánh được điều đó. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời Ngài đang chờ để chúng ta không phải cầu nguyện vì bổn phận. Chúng ta chụp hết tất cả những cơ hội để chúng ta nhìn vào mặt của Đức Chúa Trời, chiêm ngưỡng dung nhan của Ngài và nói rằng: Con yêu Chúa. Abba, cha của con. Nếu không có Đức Chúa Giê-xu thực hiện và trải qua sự khước từ, chúng ta không được vinh dự này. Đừng để cho điều Chúa Giê-xu hy sinh trở nên uổng phí khi chúng ta lúc nào có chuyện khẩn cấp chúng ta mới chạy đi kiếm Chúa. Hãy dành chỉ giờ với Ngài. Cuối cùng, Chúa Giê-xu trở nên rủa xả để chúng ta nhận được phước lành của Ngài. Galati chương 3 câu 13-14: Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa xả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa xả vì chúng ta. Cảm ơn Chúa. Vì có chép: Đấng rủa thay cho kẻ bị treo trên cây gỗ, hầu cho phước lành ban cho Abraham nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ mà được rải khắp trên dân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho. Cảm ơn Chúa. Phước lành ngày xưa chỉ dành cho một con người sống một cách đầy đức tin nơi Đức Chúa Trời, được Chúa tuyển để dân tộc của ông làm tuyển dân của Chúa. Bây giờ bởi Đức Chúa Giê-xu Christ rải khắp cho chúng ta, cho dân ngoại trong đó có chúng ta hưởng được là vì Đức Chúa Giê-xu chịu đóng đinh trên thập tự giá cho chúng ta. Vì lời của Chúa nói rằng: Đáng rủa thay cho kẻ bị treo trên cây gỗ, Chúa trở nên sự rủa xả để chúng ta có thể nhận được phước lành của Ngài. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, ngày hôm nay chúng ta cũng có thể ôm những cái rủa xả đem giao cho Chúa, để rồi có thể nhận được từ nơi Chúa Cha phước hạnh trọn vẹn từ nơi Ngài, vì Chúa Giê-xu đã trở nên sự rủa xả vì chúng ta. Vậy hình ảnh của một người bị treo trên cây gỗ lên ảnh của sự rủa xả. Chúng ta là những người con Chúa, chúng ta được phước của Chúa nhờ những gì Chúa Giê-xu đã trải qua khi Ngài bị treo trên cây gỗ. Cảm ơn Chúa. Sẵn đây tôi nhắc anh chị em, nếu có treo hình thập tự giá ở trong nhà của mình, hãy để một thập tự giá trống. Nếu còn có người ngoẻo đầu chết trên đó thì đó là dấu của sự rủa xả, chứ không phải là biểu tượng của niềm tin của chúng ta. Vì biểu tượng, cái giây phút mà Đức Chúa Giê-xu Ngài bị treo trên cây gỗ, đó là hình ảnh của sự rủa xả. Ngài trở nên rủa xả vì chúng ta, và người ta đã lấy xác Đức Chúa Giê-xu xuống, đem đặt ở trong phần mộ. Đến ngày thứ ba Ngài đã sống lại rồi, Ngài không còn ngoẻo đầu chết ở trên thập tự giá nữa. Chúa đừng bao giờ tiếp tục diễn cái cảnh đó, vì đó là lúc mà Chúa Ngài chịu sự rủa xả thay cho chúng ta. Amen anh chị em. Hiểu được điều này sẽ giúp cho anh chị em xóa được một phần nào của sự rủa xả, nghèo đói trong đời sống của chúng ta đó. Khi nãy tôi nói đến có sự so sánh các quốc gia đã được ảnh hưởng bởi tin lành của Chúa ở Âu Châu cũng như châu Mỹ này. Nhìn đi, nước nào mà treo thập tự giá trống, nước đó được Chúa Ngài ban phước nhiều hơn là các nước mà vẫn còn treo, có người còn ngoẻo đầu chết ở trên thập tự giá. Tính lên xem. Sát ở bên cạnh nước Mỹ này có một nước mà hình ảnh của crucifix là rất là nhiều đó. Họ ngay ở bên cạnh, tài nguyên cũng không thiếu gì, vì họ tôn cao cái sự rủa xả. Trong khi đó chúng ta nhận sự rủa xả mà Chúa Giê-xu vì chúng ta mà gánh thai, để chúng ta có thể nhận được phước lành của Ngài là như vậy. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Phước lành mà Chúa Ngài dành cho Abraham sẽ trở nên của chúng ta. Chúng ta có thể vào và chúng ta đón nhận được. Chúa nói với Abraham: Từ ngươi sẽ có một dân tộc lớn. Cảm ơn Chúa. Tôi nhận phước hạnh đó. Tôi nói: Từ nơi con sẽ có một dân tộc lớn. Nếu Chúa Giê-xu chưa trở lại, từ nơi con cháu của con sẽ là một dân tộc lớn. Ban đầu nó sẽ là một họ tộc lớn, rồi mai mốt nó sẽ trở thành một dân tộc lớn. Chúa Ngài muốn ban phước cho mỗi người chúng ta như vậy. Hậu tự của chúng ta sẽ làm nguồn phước, và người muôn họ sẽ nói nhờ chúng ta mà được phước. Anh xem chịu không? Nhẫn. Thôi cái đó, cái tư tưởng nó cao, kiêu ngạo, không có kiêu ngạo, mà đó là lời của Chúa nói với chúng ta như vậy.
những cái phước hạnh khác nữa. Ai làm ơn cho chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời ngày ban ơn. Ai rủa sả chúng ta sẽ bị Đức Chúa Trời rủa sả. Tôi cũng nhận cái đó luôn. Cảm ơn Chúa. Và muốn họ sẽ nhờ dòng dõi của ngươi mà được phước. Tôi cũng nhận cái đó. Xin Chúa ngày ban phước để đời sống của con làm nguồn phước. Và những người mà con hướng dẫn luôn, con cái thuộc linh ở dưới sự hướng dẫn dạy dỗ của con, Chúa ngày sẽ ban phước cho họ. Cho nên lời chúc phước mà tôi luôn luôn chúc phước tín đồ con cái của tôi nói rằng, khi nói đến có một người đàn ông, there's a man, luôn luôn là chúc phước cho người khác, được phước để làm nguồn phước cho muôn người. Tôi nói đối với nhau ai là người đó, đứa nào cũng mỉm cười. Anh chị em, đó là lời cầu nguyện mà tôi luôn cầu nguyện cho anh chị em. Tôi cầu nguyện cho anh chị em từ xa, vì khi có cơ hội đặt tay cho anh chị em được phước và làm nguồn phước cho muôn người. Amen. Thì phước mà Chúa ngày ban cho sẽ là rộng lớn lắm anh chị em. Muốn làm nguồn phước cho muôn người hay là những người vô phước? Có nhiều người muốn vô phước à? Không anh chị em. Đừng làm phí phạm những điều mà Chúa đã dành lại cho chúng ta trong ơn của Chúa. Vì anh em biết ân điển của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, Ngài vốn giàu nhưng đã trở nên nghèo vì anh em, để bởi sự nghèo khó của anh em mà trở nên giàu. Sư Phaolô nói đến điều này để nhắc cho chúng ta. Chúa Jesus trở nên, Ngài vốn giàu nhưng trở nên nghèo. Ngài bị đánh đập, Ngài bị mất sức khỏe, Ngài bị mất mối liên hệ với Đức Chúa Trời trong giây phút đó. Ngài bị mất máu, Ngài chịu mất mát rất là nhiều để chúng ta được giàu có trong Ngài. Đấng bởi một phép lạ của Ngài đãi 5.000 người ăn. Đấng mà bởi một tiếng phán của Ngài khi vâng lời đã làm cho lưới của những người đánh cá sắp đứt ra và thuyền của họ sắp chìm. Đấng đã đặt sự giàu có của vàng, của bạc, của mỏ, của kim cương, của thạch quý ở trên quả địa cầu này cho chúng ta. Ngài tự làm trở nên nghèo để chúng ta được giàu có trong Ngài. Cảm ơn Chúa. Và đây là kế hoạch của Đức Chúa Trời. Phần của chúng ta, hình dung cái bình ắc quy nó hơi nặng phải không? Mang cái cũ kỹ của tội lỗi, của gãy đổ, của thiếu thốn, của tất cả mọi thứ lung tung của đời sống của chúng ta, bởi đức tin đem dâng cho Chúa, giao cho Chúa. Không phải chúng ta xem thường Chúa, nhưng mà Chúa ơi, con không gánh nổi, con không làm gì được, con xin dâng cho Chúa. Và con xin tiếp nhận sự trao đổi thiên thức. Bây giờ bước tin con nhận từ nơi Cha, sự phục hồi, mối liên hệ với Chúa, sự tha thứ của Ngài, sự giàu có thịnh vượng từ nơi Chúa, sức khỏe, tinh thần, mọi thứ trong đời sống của con được phong phú phước hạnh ở trong ơn của Ngài. Để con được phước và làm nguồn phước cho muôn người. Hallelujah. Lý do tại sao Chúa Giêsu đến. Và đó là tin lành trọn vẹn của Chúa. Ngài khen Chúa. Cảm ơn Chúa. Tôi khuyến khích anh chị em ở trong chi nhánh này, đứng lên tại chỗ của mình và bày tỏ lòng biết ơn Chúa. Nhìn lại đi cuộc đời của anh chị em, từ lúc chúng ta thật sự gặp Chúa cho đến bây giờ, chúng ta thấy Chúa ngày ban phước cho chúng ta đến cỡ nào, hãy cảm ơn Chúa. Nếu thấy chỗ nào thiếu, xin Chúa ngày cho, để chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự dư dật mà Chúa Giêsu ngày đã định. Để chúng ta được dư tràn ra ở trong ơn của Chúa. Để chúng ta có thể nói như vừa David lần chén của tôi đây rằng, phước hạnh và sự thương xót của Chúa sẽ rượt đuổi theo tôi. Amen. Cảm ơn Chúa. Cha kính yêu, chúng con cảm ơn Ngài vì sự trao đổi hết sức lạ lùng này. Phần của chúng con không có cái gì tốt để đi và trao đổi với Chúa. Chúng con chỉ có những gãi đổ, tội lỗi, thiếu hụt, buồn chán, không có phước, nghèo đói, bị khước từ, bị kỳ thị. Nhưng cảm ơn Chúa, Ngài lại sẵn sàng mang gánh những điều đó cho chúng con. Biết ơn Chúa. Anh chị em giao cho Chúa đi anh chị em. Để có những đau ấm trong thân thể giao cho Chúa. Giờ hiểu rồi. Cái tinh thần của chúng ta luôn bị thiếu hụt trội sụp. Lúc vui, lúc buồn lẫn lộn. Hãy nhớ rằng Chúa Ngài đã chịu bị ruồng bỏ,
để chúng ta được tiếp nhận trong ơn của Chúa, được Chúa ban phước, được ban sự bình an, được kinh nghiệm phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Những thứ gai đôi khác hãy giao cho Chúa. Chúa thương anh chị em và Chúa ngài sẵn sàng để gánh thai cho anh chị em. Đừng để những gì Đức Chúa Giêsu đã trải qua một cách đau đớn với một cái giá quá đắt như vậy trở nên lãng phí ở trong đời sống của chúng ta. Hãy đón nhận ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Trong lúc anh chị em cầu nguyện và cảm tạ Chúa, nếu tại đây trong ngày hôm nay có ai chưa bao giờ làm sự trao đổi này với Chúa, với Đức Chúa Trời, hãy đến với Chúa ngay trong thời giờ này. Đem dâng cho Chúa hết tất cả những tội lỗi, những xấu xa, những thất bại trong đời sống của mình. Với đức tin đón nhận phước hạnh mà Chúa ngài sẵn sàng ban cho chúng ta. Anh chị muốn làm công việc đó, xin mạnh mẽ tiến lên phía trước tại đây. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em và hướng dẫn anh chị em. Hội thánh, anh chị em có những nhu cầu ở trong đời sống của mình về sự chữa lành, về sự giải cứu, về những nhu cầu trong đời sống của mình. Cũng mạnh mẽ tiến lên và chúng tôi sẽ giúp đỡ và phục vụ anh chị em. Chỉ lấy những gì Chúa Giêsu ngài đã nhận lại, đã ban cho chúng con có sẵn trong ơn của Chúa và xin áp dụng trên thân thể của anh chị em, trên đời sống anh chị em. Vì anh chị em có đức tin, chúng tôi không có sự nghi ngờ, phép lạ chắc chắn sẽ xảy ra. Cảm ơn Chúa. Cho cái điều chúng con đến với Chúa với lòng biết ơn ngài. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, một lần chúng con suy nghĩ đến cứu ân toàn vẹn của ngài, chúng con biết ơn Chúa vô cùng vì tình yêu của Chúa quá lớn lao đối với những đứa hư mất, hư đốn như chúng con. Chúa vẫn yêu chúng con với tình yêu vô điều kiện của ngài và đón nhận chúng con trở về. Khi chúng con quay bước trở về, chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con ngợi khen ngài. Chúng con đón nhận tất cả những gì Chúa Giêsu đã dành lại cho chúng con để đời sống của chúng con phong phú dư dật, để chúng con có thể làm nguồn phước cho muôn người. Cảm ơn Chúa cho tất cả những gì ngài ban cho, ngợi khen ngài. Và chúng con chỉ biết cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúa ban phước cho quý mạnh chị em. Chúng tôi sẽ nán lại đây cầu nguyện cho các con cái của Chúa. Còn hội thánh chúng ta có thể đi ra và chúng ta chuẩn bị để có một cái chia giờ, chúng ta ăn một bữa ăn nhẹ để tạm biệt ông bà mục sư sĩ trong chuyến đi này và ăn một miếng bánh sinh nhật của mục sư sĩ. Chúa ban phước cho quý mạnh chị em. Sẽ gặp lại trong các buổi nhóm kế tiếp. Chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ các con cái của Chúa trong chương trình này. Xin cũng chào tạm biệt các con cái của Chúa, các đệ tử của Chúa đang vào và cùng thờ phượng Chúa với chúng tôi trong chương trình này. Chúa ban phước trên quý vị, được phước để làm nguồn phước cho muôn người. Hallelujah. Amen. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.